Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà người khen Cha các con trên trời. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong cuốn Những người lữ hành trên đường hy vọng, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có kể lại câu chuyện về một chị nữ tu tên là Celine, được trao cho nhiệm vụ là coi phòng khách 40 năm. Trong 40 năm, cái câu trên miệng của chị lặp đi lặp lại rất nhiều lần: thưa ông bà cần chi ạ? Và Đức Hồng Y nói về cuộc sống của chị Celine. Cuộc sống của chị bị cắt vụn ra. Đang làm gì? Hay đang ở đâu? Nghe tiếng chuông, nghe điện thoại thì phải bỏ ngang hết mọi việc mà đến để trả lời cho tiếng chuông cửa, cho tiếng điện thoại. Và Ngài bình luận: người ta lấy cắp thời gian của chị, người ta hối thúc, người ta cằn nhằn, nhưng mà chẳng ai cần gặp chị cả. Một câu chuyện đơn sơ nhưng thật hay, để nói về cái điều Chúa muốn nói với chúng ta: các con là muối đất. Và khi ta nhìn đến cái hạt muối, ta thấy muối nó làm cho món ăn nó được ngon. Nhưng mà thực tình, có khi nào người ta nhắc đến muối trong bữa ăn không? Thưa rằng có, khi nó thiếu muối hoặc khi nó dư muối. Còn nếu mà muối mà ngon nhất, đó là khi không được ai nhắc đến. Và cái hạt muối cho thấy được cái tinh thần phục vụ siêu nhiên, hoàn toàn quên mình, chỉ biết làm cho món ăn nó được ngon mà không mong được nhắc đến, được coi trọng. Và trong bài phúc âm có một câu nó đòi chúng ta phải có một chút suy tư: nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Tại sao Chúa không nói nếu muối đã lạt thì ta sẽ làm cho mặn lại, mà lại nói nếu muối đã lạt thì người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Đây là một câu thật hay, nói về cái chọn lựa của chúng ta. Tình yêu là chọn lựa, và tình yêu là tự do chọn lựa. Cho nên cái chuyện lạt hay mặn, đó là chuyện của chúng ta, chứ không phải là chuyện của Chúa. Thánh Augustino đã có một câu thật hay: Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng không thể cứu độ con nếu không có con. Vậy thì cái chuyện muối mặn hay lạt, nó là ở nơi chúng ta. Nếu muối đã lạt thì người ta không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên. Và cuộc sống của chúng ta nếu thiếu đức mến thì trở nên không có giá trị gì. Và bài đọc 1 nói với chúng ta về cái lòng mến
ở nơi ông tiên tri Elia. Lòng mến đó là để cho Chúa điều khiển mọi chuyện của đời mình. Hãy Chúa dậy đi Sa-rét-ta thuộc miền Sidon và ở lại đó. Ta đã truyền cho một quả phụ nuôi dưỡng ngươi. Elia luôn luôn vâng theo lời Chúa dạy mà không dám cậy vào sức mình một chút nào. Đến đó thì ông gặp một người quả phụ và lại gặp một con người đặt hết tất cả niềm tin tưởng phó thác vào tay của Chúa. Bà chỉ còn một nắm bột. Thế nhưng nghe lời Elia nói, bà đã tin theo. Bà làm cái bánh cho ông. Rồi sau đó thì sao? Cả bà và con trai cũng được no nê trong suốt cái thời gian hạn hán. Và cái câu đáng cho chúng ta để ý cho đời sống thiêng liêng của mình: hũ bột không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi. Rồi sau đó là bà đi làm theo lời của Elia, chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Câu này trong đời tu ta gọi là nói về cái người có lòng mến rồi thì có Chúa rồi. Bà thấy không cần phải đòi hỏi tìm kiếm một điều chi khác nữa. Chúa là đủ. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã tìm đến với chúng ta, trao cho chúng ta cái nguồn mạch của hạnh phúc là sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng ta biết đáp lại bằng một lòng mến, luôn luôn vâng theo, tìm kiếm điều Chúa muốn mà thực hiện. Và cả đời chúng ta sống trong cái hạnh phúc luôn luôn thấy mình được no đủ. Amen.